Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về đặc trưng tính cách tuổi Giáp Thân 2004. 1. Nữ mạng. Tính cách nữ mạng tuổi Giáp Thân có nhiều điểm nổi bật. Nhưng nhìn chung, họ đều là những người mà bạn muốn kết bạn. Hiền lành, trầm lắng. Đây là tính cách nổi bật của các bạn nữ mạng Giáp Thân. Đối với người xung quanh, họ luôn thân thiện, hòa đồng, không bao giờ ganh ghét với ai. Đặc biệt, bạn sẽ khó lòng tìm thấy sự sôi nổi ở họ bởi sự trầm lắng bao trùm, có trí tuệ và tấm lòng nhân hậu. Có lẽ, đối với bất kỳ bạn nữ tuổi Giáp Thân nào, bạn cũng sẽ cảm nhận được điều này. Đối với tất cả mọi người, các cô nàng đều sẵn sàng giúp đỡ mà không hề mong chờ sự báo đáp. Lanh lợi và hoạt bát. Đây cũng được biết đến là tính cách của các cô nàng tuổi Thân. Họ không chỉ lanh lợi, hoạt bát trong lời nói mà ngay cả trong suy nghĩ cũng vậy. Là người giỏi giao tiếp. Bạn có biết rằng nữ mạng tuổi Giáp Thân 2004 là người rất giỏi giao tiếp không? Nếu không thì nhất định bạn sẽ sớm được kiểm chứng khi nói chuyện cùng họ. Việc nắm bắt tâm lý của người khác là sở trường của tuổi Giáp Thân khi giao tiếp. Năng động và giỏi che giấu cảm xúc. Nữ tuổi Giáp Thân khá năng động, tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy rằng họ rất giỏi che giấu cảm xúc. Thật khó để nhận biết đâu mới là cảm xúc thật của họ. 2. Nam mạng. Bạn băn khoăn tính cách nam mạng tuổi Giáp Thân như thế nào? Thật đơn giản, tính cách nổi bật của họ có thể nắm bắt thông qua tử vi Giáp Thân 2004 trọn đời. Hiền lành và trầm lắng. Giống với nữ, nam mạng Giáp Thân khá hiền lành trầm lắng. Cũng bởi vậy, tương lai họ sẽ là những người luôn được nữ giới yêu quý, thu hút được người khác. Họ không ưa tranh chấp và luôn muốn sống trong hòa bình. Thêm vào đó, nam mạng cũng không thích tranh giành, tranh đấu với ai. Thông minh và nhận hậu. Tử vi tuổi Thân 2004 nam mạng còn nổi bật bởi sự thông minh và nhân hậu. Do vậy, những người tuổi Thân có nhiều bạn bè và luôn nhận được sự giúp đỡ từ phía mọi người xung quanh. Năng động và giỏi giao tiếp. Nam mạng Giáp Thân còn rất hoạt bát, lanh lợi, năng động, giỏi giao tiếp. Cũng từ đó, họ rất giỏi trong kinh doanh và đạt được những dấu mốc nhất định trong cuộc đời. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.